Đã thử nghiệm trị tràm khô bằng dầu dừa chỉ sau 10 ngày là hết. Tràm khô là bệnh lý khiến cho làn da thường xuyên bong chóc vẩy, nứt nẻ, chảy máu. Để cải thiện bệnh, rất nhiều người đã sử dụng cách trị tràm khô bằng dầu dừa. Đây là cách giúp làm lành các tổn thương ở bề mặt da chỉ sau 1 tuần và khá an toàn cho làn da của bạn. Hiện nay người ta vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh tràm bởi vì nó phát sinh từ cơ địa mỗi người bị dị ứng với các hóa chất do yếu tố di truyền. Việc điều trị chỉ giúp hồi phục tình trạng da và tránh tái phát bằng cách không tiếp xúc với dị ứng nguyên chứ không chữa được tận gốc. Bệnh thường tái phát theo mùa, nhất là mùa đông. Thời tiết hanh khô và đổ mồ hôi là một trong những nguyên nhân gây ra khô ngứa và viêm da. Để chữa trị tràm khô, điều quan trọng là phải cách ly với những tác nhân khiến da bị dị ứng như việc hạn chế tiếp xúc với hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa mạnh. Cần chú ý ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là bổ sung vitamin, giữ vệ sinh vùng bị viêm. Bên cạnh đó, các bác sĩ da liễu vẫn khuyên nên sử dụng thêm dầu dừa nguyên chất để bôi vào vị trí bị viêm. Tác dụng trị tràm khô tuyệt vời của dầu dừa. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người trong dân gian đã áp dụng phương pháp trị tràm khô bằng dầu dừa. Thực tế, cách chữa này đã cải thiện làn da rõ rệt và mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Làn da vốn rất mỏng manh, dùng dầu dừa là cách an toàn, không gây kích ứng nhưng có thể xoa dịu được tình trạng khó chịu, đau rát do bệnh tràm khô gây ra. Vốn dĩ dầu dừa là nguyên liệu tự nhiên, không chứa các hóa chất nên người bệnh có thể an tâm sử dụng cho bản thân mình. Bên cạnh đó, trong dầu dừa còn có chứa các thành phần có khả năng giảm ngứa nhanh, ngăn ngừa tình trạng viêm loét, bong chóc ở da. Dưới đây là một số tác dụng của dầu dừa trong việc điều trị bệnh tràm khô, người bệnh nên biết. Dầu dừa tinh khiết chứa các enzyme có lợi như antifungal, antimicrobial, antibacterial và antioxidant. Đây là những enzyme có tác dụng chữa lành các tổn thương trên da, kháng các vi khuẩn gây kích ứng da, giảm ngứa, làm dịu vùng da đang chóc. Đồng thời, vitamin E và các axit béo trôi trung bình cung cấp dưỡng chất, làm ẩm, tái tạo, tránh nứt nẻ và làm mềm da. Sử dụng dầu dừa để bôi vào các vết tràm hàng ngày là phương pháp để hạn chế sự khó chịu, tránh tình trạng bệnh phát triển nặng hơn và cải thiện tình trạng viêm da. Một axit lauric có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, kiểm soát sự phát triển của các loại vi khuẩn tụ cầu. Hai phytonutrient, polyphenol, làm mềm da, giữ ẩm, tăng cường khả năng bảo vệ da tự nhiên hiệu quả. Ba vitamin E, làm lành các tổn thương trên bề mặt da, giảm viêm loét, chảy máu. Đồng thời, phục hồi và tái tạo làn da sau khi mắc bệnh tràm khô. 4 cạp tợ di lip, cặp dịp acid, ngăn ngừa tình trạng ngứa ngáy, đỏ, khó chịu và sưng tấy ở da. Ngoài ra, thành phần này còn ức chế được sự phát triển của nệm tràm khô. 5 antibacterial, antimicrobial, antioxidant, antifungal, giảm lở loét và các biến chứng do bệnh tràm khô gây ra, ngăn ngừa bệnh tái phát. 6 monolaurin, đây là chất chống viêm, kháng khuẩn cao, giúp hỗ trợ làn da tránh bị nhiễm trùng do tình trạng cào xước. 72 cách điều trị tràm khô bằng dầu dừa phổ biến. Thực tế, việc áp dụng phương pháp chữa trị tràm khô bằng dầu dừa vừa mang lại hiệu quả vượt trội, lại rất an toàn cho làn da. Đặc biệt, mức chi phí điều trị bệnh bằng dầu dừa khá thấp, người bệnh có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài mà không lo kích ứng da. Nếu chẳng may bị tràm khô, các bạn có thể sử dụng cách chữa trị bằng dầu dừa như sau. 1. Dầu dừa nguyên chất. Nhiệm vụ của các người bệnh là tìm đúng loại dầu dừa nguyên chất. Điều này rất quan trọng bởi nếu bạn sử dụng dầu dừa lẫn các tạp chất sẽ khiến cho làn da của bạn bị kích ứng, tình trạng viêm nhiễm do bệnh tràm khô gây ra sẽ càng trầm trọng hơn. Thậm chí, bạn sẽ rất dễ đứng trước nguy cơ nhiễm trùng da, để lại sẹo xấu, gây mất thẩm mỹ. Cách thực hiện như sau, một người bệnh lấy một ít dầu dừa đổ lên lòng bàn tay, đồng thời dùng tay còn lại lấy dầu dừa thoa trực tiếp lên vùng da bị tràm khô. 2. Tiến hành thoa và massage nhẹ nhàng làn da bị bong chóc trong khoảng 15-20 phút. 3. Sau đó, bạn rửa sạch lại làn da bằng nước ấm. 4. Thực hiện cách làm này mỗi ngày để giảm tình trạng đau rát da và giúp da nhanh lành, dễ liền da non. 2. Dầu dừa và lá trầu không. Lá trầu không có tính kháng viêm, kháng khuẩn cao. Trong dân gian, mọi người sử dụng loại lá này để hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh khác nhau, nhất là bệnh tràm khô. Các nghiên cứu cho thấy, những thành phần trong lá trầu không giúp làm liền các tổn thương trên bề mặt da, ngăn ngừa bệnh tràm khô phát triển. Mọi người có thể sử dụng dầu dừa kết hợp với nước lá trầu không để hỗ trợ điều trị bệnh tràm khô rất tốt. Cách thực hiện như sau. 1. Đầu tiên, bạn lấy một nắm lá trầu không, rửa sạch và để ráo nước. 2. Tiếp đến, người bệnh cho lá trầu không vào máy ép nhuyễn lấy nước. 3. Sau đó,
cho vào nước lá trầu không khoảng một muỗng dầu dừa và khuấy đều hỗn hợp lên. 4. Sử dụng nước này để thoa trực tiếp lên vùng da bị khô, bong chóc do bệnh tràm khô gây ra. 5. Khoảng 20 phút sau, bạn rửa sạch lại làn da với nước ấm. 6. Kiên trì thực hiện khoảng 2-3 lần một tuần để giảm các triệu chứng của bệnh tràm khô. Lưu ý! Với bất cứ căn bệnh nào, việc điều trị bệnh cần phải có một thời gian nhất định, không thể một sớm một chiều bệnh có thể khỏi nhanh được. Khi điều trị tràm khô bằng dầu dừa, người bệnh cần phải lưu ý một số vấn đề sau. Công dụng của dầu dừa nhanh hay chậm còn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng bệnh cũng như độ nguyên chất của dầu dừa. Sử dụng lá trầu không càng già thì khả năng chữa trị bệnh tràm khô càng cao bởi mức độ kháng khuẩn, kháng viêm tốt hơn. Thời gian điều trị bệnh dài hay ngắn còn tùy thuộc vào vị trí bị tràm khô của người bệnh. Nếu bệnh nhân bị tràm khô ở tay, chân, mặt, môi thì sẽ nhanh khỏi hơn là ở háng, nách. Ngoài việc áp dụng các cách chữa trị trên, người bệnh cần phải chú ý vệ sinh làn da sạch sẽ để tránh tình trạng nhiễm trùng da. Đồng thời, chế độ ăn uống cũng có vai trò rất quan trọng giúp bệnh tràm khô nhanh khỏi.